Xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh ha. Thì hôm nay em chia sẻ với cô chú, anh chị và các bạn một cái nội dung này. Đó là cái chủ đề mà đỡ phải nhức đầu khi mà mình chăm sóc cái cây mai hết cô chú anh chị. Thì cái nội dung cụ thể như thế nào thì mời cô chú anh chị và các bạn theo dõi cái video ha. Thì nhiều người đã biết thì trong cái quá trình chăm sóc cây mai nó xảy ra rất là nhiều cái vấn đề về sâu, bọ trĩ, côn trùng gây hại, rồi về các cái loại bệnh, rồi bệnh trên lá nè, rồi bệnh dưới rễ nè, nó rất là nhiều. Mà trong cái quá trình đó, đối với những cái cô chú anh chị em mình mới tập chơi cây mai á, mình chưa có nắm được á, thì mình rất là nhức đầu trong cái vấn đề là phải khi mà phát hiện, thí dụ là phát hiện bị sâu đi thì cần phải mua thuốc gì trị, khi phát hiện bị bọ trĩ cần phải mua thuốc gì trị, rồi hoặc là khi thấy cái cây mai mình á nó bị cái bệnh ví dụ như cháy lá đi, tháng thư đi, nhưng mà không, cô chú anh chị mình không biết là đó là cái bệnh gì, rồi mình phải đi hỏi người này hỏi người kia đó là cái bệnh gì để xác định đúng cái bệnh. Xong rồi sau khi mà mình xác định đúng cái bệnh thì mình phải là tiến hành là tìm cái thuốc để trị cho nó nữa. Thì tới lúc đó là phải đi là trị, mua cái thuốc về trị cho nó, rồi tới khi mua được cái thuốc rồi thì phải nhức đầu thêm cái nữa là cái thuốc này dùng sao, rồi xịt sao, xịt liều lượng nhiêu, xịt bao nhiêu ngày một lần, rồi xịt bao lâu thì cái cây nó mới hết, rồi cái cây nó hết rồi liệu nó còn phát triển tốt rồi hay không. Thì rất là nhiều vấn đề mà khiến cho cô chú anh chị em mình trồng cái cây mai cho nó rất là nhức đầu luôn. Thì nhiều cô chú anh chị em hỏi với em vậy, nói chia sẻ với em là nói là trồng cây mai sao mà nó phức tạp quá, có cái cách nào mà đơn giản để chia sẻ để mà đỡ nhức đầu không em? Thì hôm nay em chia sẻ cái cách này, cách làm của em để mà cô chú anh chị em mình đỡ phải suy nghĩ, đỡ phải nhức đầu trong cái quá trình chăm sóc cái cây mai ha. Thì cái đây là cái kinh nghiệm thực tế của em nha cô chú anh chị, kinh nghiệm thực tế trồng mai trong thời gian qua. Thì em sẵn sàng em chia sẻ cái kinh nghiệm đến với cô chú anh chị để cô chú anh chị em mình nắm, để mà áp dụng trên cái cây mai của cô chú anh chị em mình cho nó sinh trưởng và phát triển tốt, không bị sâu bệnh, không bị bọ trĩ, không bị các cái loại côn trùng chích thúc, rồi không bị các cái loại bệnh trên cây. Thì nếu cô chú anh chị em mình có theo dõi em từ đầu năm tới giờ thì cô chú anh chị em mình có xem những cái video của em là sẽ nắm rõ em làm những cái gì trên cây mai từ đầu năm đến nay đó. Thì em kiểm tra, em quay sơ lược cho cô chú anh chị em mình xem các cái cây mai trên vườn em đó. Thứ nhất là nó không có bị sâu, thứ hai là nó cũng không có bị bọ trĩ, không có bất kỳ cái con bọ trĩ nào luôn cô chú anh chị. Tức là mình phòng trước, mình phun cái thuốc trước trên cái cây, khi mà con bọ trĩ vừa xuất hiện hoặc là chưa kịp xuất hiện thì mình đã phun trên cái lá mai rồi, thì con bọ trĩ nó không thể nào nó tấn công vào cái cây mai được, cũng như là không thể nào mà nó tồn tại được ở trong cái cây mai của trên vườn mình ha. Đó rồi, và cô chú anh chị em mình cũng xem trên cái lá mai em lúc nào nó cũng xanh và nó không có bị bệnh hết cô chú anh chị đó. Thì hôm nay em chia sẻ với cô chú anh chị em cái cách này rất là đơn giản mà hiệu quả, mà lại không có tốn nhiều chi phí, không có tốn nhiều công nữa. Thì cách đó là cái gì? Thứ nhất, cô chú anh chị em mình chú ý giùm em, thứ nhất là mình phun thuốc sâu, phun thuốc bọ trĩ thì mình chọn đúng cái hiệu mà các cái nhà vườn người ta đã sử dụng và người ta chia sẻ, người ta đúc kết qua nhiều năm, người ta biết cái loại đó tốt, cái loại đó nó hiệu quả, nó không bị lần thuốc thì chúng ta nên sử dụng theo. Tại vì mình chăm không chuyên nghiệp thì khi mà mình mua thuốc, mình ra tiệm vật tư nông nghiệp, mình nói thuốc thì người ta đưa đại bất kỳ cái loại thuốc gì, có khi là cái loại thuốc đó nó hiệu quả ngay lập tức, nhưng sau đó thì cái thời gian sau thì cái thuốc đó lại bị lần đối với cái con sâu, cái con bọ trĩ, mà đa số là lần với con bọ trĩ thôi, còn con sâu thì nó cơ bản là nó rất là dễ. Rồi tiếp đó là cái thuốc mà trị bệnh,
trị bệnh thì nhiều loại thuốc, cô chú anh chị mình biết rồi. Trị bệnh tức là trị cho những cái lá về sau, tức là những cái lá non sau thôi, những cái lá cơi ra sau thôi. Còn những mà cái lá bị bệnh rồi, thí dụ cái lá bị cháy lá, bị gỉ sắt, bị trái bị lá rồi đó, tháng thư rồi đó, rồi cái bệnh đó, đó là cô chú anh chị em mình cho dù phun thuốc cỡ nào đi nữa nữa thì cái lá nó đã bệnh, nó là bị rồi là nó sẽ như vậy, và nó không thể nào lành lại được cái lá. Nói dùng từ lành đó cô chú anh chị, tức là cái lá mình nó đã bị trái rồi là nó không bao giờ mà quay lại trở thành cái lá hết trái được. Cho nên cái lúc đó cho dù mình có phun thuốc, mình xử lý nó thì nó vẫn là cái lá trái và nó đã xấu rồi đó. Thì để mà đơn giản như vậy thì cô chú anh chị em làm thêm như sau ha, là cứ 7 ngày một lần cô chú anh chị em mình mua cái thuốc sâu Mapjuno, thuốc bọ chỉ, là đặt tên đặc trị bọ chỉ ha, và cái thuốc phòng trừ bệnh dưỡng lá trên lá, đó là cái mancuxanh em chia sẻ đó. Đó, ba cái loại đó về từ đầu năm luôn, sau khi mà cái cơi lá mọc nó gần già đó, là cô chú anh chị em mình bắt đầu xịt. Cứ 7 ngày một lần cô chú anh chị em mình pha cho em là Mapjuno, là một bịch nó là 4g thì pha cho 12 lít nước. Đặc trị bọ chỉ bịch nó 30g pha 100 lít nước. Mancuxanh thì bịch nó 1kg pha cho 400 lít nước. Đó, cứ thế cô chú anh chị em mình pha phun 7 ngày một lần trên cây mai. 7 ngày một lần. 7 đến 10 ngày. Thì 7 ngày là càng tốt. Còn cô chú anh chị em mình thí dụ bận thì 8 ngày phun, 9 ngày phun, 10 ngày phun, nhưng mà trong vòng 10 ngày đổ lại là nó sẽ rất là hiệu quả trên cây mai của cô chú anh chị. Là em đảm bảo với cô chú anh chị là từ đầu năm đến cuối năm là không bao giờ cái cây mai của cô chú anh chị bị sâu, hoặc là bị bọ chỉ, hoặc là bị cái bệnh gì trên lá. Nó rất là hiếm khi bị bệnh. Hầu như là cái hiệu quả nó là 99% luôn, chứ không phải là ít nha cô chú anh chị. Em trồng 200-300 cây mà 1-2 cây nó bệnh hả? Đó thì cô chú anh chị mình biết cái hiệu quả nó cỡ nào rồi. Rất là tốt, cho nên em mới chia sẻ cho cô chú anh chị đó, các cái loại thuốc như em nói đó. Để một hồi em sẽ để trên màn hình video cho cô chú anh chị em mình xem. Nếu cô chú anh chị em nào chưa biết thì có thể mua, tìm mua ngoài tiệm vật tư nông nghiệp gần nơi cô chú anh chị em ở. Đó, nếu mà không có nữa thì điện thoại cho em, số điện thoại em để trên màn hình, em mua em gửi dùm cho cô chú anh chị, là đảm bảo với cô chú anh chị là cái loại rất là hiệu quả. Em xài từ trước đến nay là chưa có bị lận thuốc và chưa có hề bị cái bệnh trên lá. Đó thì em chia sẻ cho cô chú anh chị, nếu cô chú anh chị tin tưởng thì cứ làm theo em. Em đảm bảo với cô chú anh chị em mình là cái cây mai của mình sẽ rất là đẹp. Rồi ngoài ra đó thì trong cái quá trình đó thì mình cũng cần phải ngoài cái phun trên lá của chú anh chị thì mình cũng cần phải thường xuyên tưới dưới gốc, tưới phân dưới gốc nha của chú anh chị. Thì tưới dưới gốc á, tưới dưới gốc là tưới cái gì để phòng bệnh? Là tưới Gidomingon. Gidomingon thì tưới bao nhiêu cử bao nhiêu lần trong năm? Thì Gidomingon em chỉ cứ tưới một cử hồi đầu năm thôi. Rồi tùy theo tình hình sau đó, thí dụ mà mùa mưa quá đi, mình cảm thấy nguy cơ cái mai mình có thể là bị ngập úng nước, mình tưới cho nó thêm một cử của nó, là mình tưới ướt đều hết trơn các cái chất trồng, cái bộ rễ của cây là được đó, chứ không có tưới thường xuyên như cô chú anh chị. Mà Gidomingon á, bản chất nó là nóng và nó cũng rất là mắc tiền nữa. Một ký nó đâu tới 500-700 ngàn lận, cô chú anh chị em mình tưới không có chịu nổi đâu, và tưới cũng nhiều cũng không có hiệu quả, không có tác dụng gì hết trơn á. Cho nên là cô chú anh chị em mình không cần tưới nhiều. Bên cạnh đó là cô chú anh chị em mình tăng cường tưới dưỡng rễ N3M với lại là humic. Nếu mà cái cây cô chú anh chị em mình chăm sóc không có biết cách chăm sóc chi tiết thì mình cứ tưới dưỡng rễ và humic thay phiên nhau 7 đến 10 ngày một kết hợp nhau tưới 7 đến 10 ngày một lần trong giai đoạn đầu năm này cũng được. Rồi sau đó vài tháng thì cô chú anh chị em mình có thể thay đổi các loại phân, như là phân 30-10-10 nè, rồi DAP nè, rồi phân gà nén nè, đó tưới trên dưới gốc cây ha. Đó, như vậy kết hợp giữa dưới gốc và trên lá thì cái cây mai của cô chú anh chị em mình nó sẽ phát triển tốt ha.
Đó, rồi thì cái video hôm nay em xin chia sẻ với cô chú anh chị em mình cái nội dung như vậy ha. Thì nếu cô chú anh chị em mình tin tưởng thì có thể áp dụng theo ha. Rồi thì video của em hôm nay em xin kết thúc tại đây ha. Chúc cô chú anh chị em mình xem video có một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc ha. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị em mình trong các cái video tiếp theo nha.